Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, tour du lịch kích cầu, trọn gói vé máy bay cùng những mức giá ưu đãi chỉ từ 3.988.000 đồng nay đã xuất hiện tại Vietourist. Vietourist phát động chương trình kích cầu du lịch cùng với các chương trình giảm giá ưu đãi, trọn gói gồm vé máy bay giá rẻ chưa từng có nay đã xuất hiện tại Vietourist. Với 3.988.000 đồng, du khách sẽ được trải nghiệm tour du lịch kích cầu Hà Giang, Mã Pí Lèng, cao nguyên đá Đồng Văn, cột cờ Lũng Cú, chinh phục cực Bắc của Việt Nam 4 ngày 3 đêm. Và đặc biệt, khi đăng ký tour kích cầu, du khách sẽ được nghỉ ngơi tại khách sạn tiêu chuẩn 3 sao hoặc tại những khu du lịch theo phong cách nhà sàn của người đồng bào trên vùng cao Đông Bắc, di chuyển bằng xe du lịch đời mới, các bữa ăn đặc sản địa phương, hướng dẫn viên chuyên nghiệp, bảo hiểm du lịch mức bồi thường lên đến 30 triệu đồng. Đối với khách mới đi lần đầu, còn được hưởng chính sách đặc biệt của Vietourist tặng voucher giảm giá đến 1 triệu đồng cho những lần đăng ký tour kế tiếp. Mua càng sớm, giá càng rẻ và ưu đãi càng cao. Tổng đài tư vấn 1900 1868, 0909 886688. Sau khi đã hoàn tất thủ tục, mẹ anh sẽ nói sơ qua về lịch trình của tour kích cầu này nhé. Điểm đến tham quan đầu tiên trong tour du lịch này chính là cao nguyên đá Đồng Văn với vẻ đẹp hoang sơ, thơ mộng tựa như một thiên đường xám giữa miền sơn cước địa cầu Tổ quốc. Đến Quản Bạ, dừng chân chụp ảnh tại cổng trời Quản Bạ, chiêm ngưỡng núi đôi Cô Tiên. Chúng ta sẽ tiếp tục lần lượt tham quan Lũng Cú, tham quan cột cờ Tổ quốc, ngắm nhìn và chụp ảnh cùng ruộng bậc thang, cánh đồng hoa tam giác mạch Bát Ngàn. Chúng ta sẽ chinh phục đỉnh Mã Pí Lèng trên con đường hạnh phúc, qua dốc Thẩm Mã đẹp hút hồn lữ khách. Mã Pí Lèng, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng nhất Việt Nam. Từ đây nhìn xuống sông Nho Quế, bắt gặp mỏm đá sóng ảo Skywalk. Của du khách sẽ có cơ hội ngồi trên thuyền dạo sông Nho Quế, ngước nhìn lên những vách núi dựng đứng cao hun hút. Kế tiếp chúng ta sẽ tham quan phố Cáo, Sủng Là và làng văn hóa Lũng Cẩm. Đến Đồng Văn, chúng ta sẽ được thưởng thức các món ăn đặc sản nơi đây, nghỉ ngơi tại khách sạn tiêu chuẩn 3 sao ở vị trí trung tâm, tự do tản bộ và dạo chơi phố cổ Đồng Văn vào buổi đêm. Trở ngược về Hà Giang, sẽ thật thiếu sót nếu bỏ qua trải nghiệm đi chợ phiên Hà Giang, còn gọi là chợ lùi. Đến Hà Nội, quý khách nhận phòng với khách sạn tiêu chuẩn 3 sao, được nghỉ ngơi và tận hưởng tiện ích nơi đây, tự do khám phá Hà Nội. Ngày kế tiếp trong tour với rất nhiều sự lựa chọn linh hoạt cho quý khách tại thủ đô Hà Nội, như tự do giải trí mua sắm theo cách riêng của du khách, gặp gỡ bạn bè người thân, hoặc quý khách có thể đăng ký VIP tour với hai sự lựa chọn khám phá Ninh Bình hay Vịnh Hạ Long chỉ với 1.388.000 đồng. Đến với Ninh Bình, chúng ta sẽ khám phá 3 địa danh nổi tiếng Hoa Lư, Tràng An, Bái Đính. Với VIP tour đến Hạ Long, quý khách sẽ được khám phá, chụp ảnh, trải nghiệm hàng nghìn hòn đảo được làm nên bởi tạo hóa kỳ vĩ và sống động. Hãy liên hệ Vietourist để tận hưởng những hành trình du lịch với sự hướng dẫn tận tình bởi những nhân viên thân thiện luôn đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng một cách tốt nhất. Vietourist, kỳ diệu từ sự khác biệt.